Rồi, Dương Kiển Bình An mến chào tất cả các bà con đang xem kênh ha. Hôm nay em giao lưu với bà con một lô bonsai ha bà con. Bữa nay gồm có linh sam, chiếu thủy, cần thăng ha bà con. Được mấy cái cây kiều hùng với mấy phôi ổi, sam trái ha bà con. Bữa nay em có một cây chiếu thủy cũng khá đẹp với một cây tùng ha bà con. Đó, hàng chuẩn ha. Đó. Mã số 1 đầu tiên là một cây trung nu ha bà con. Trung nu nguyên thủy là một cây dáng bay bay ha. Đây. 1B ha bà con, bữa nay là mã số 1B ha. Đó. Số điện thoại của em là 0939442212. Cái này uống theo kiểu phơm tán tay cành ha. Chi tay này mâm 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 rất là đẹp ha. Cái này khá dài, nó mâm nó khá dày luôn ha. Này về mình thay cái chậu đẹp mình chơi ha bà con, cây nó sẽ rất là lên. Đây em thông số cây số 1B ha. Chiều cao là 44 từ mặt chậu trở lên ha bà con. Tổng cái chiều dài tán nó là 80. Đó. Đó, này cây khá đẹp ha, thoáng cây rất là thoáng ha, cây già cây rồi. Cây này em không xếp chậu hay bà con. Đó, cây này em chỉ bó bầu thôi, cái chậu xi măng này nó dễ vỡ lắm. Số điện thoại của em là 0939442212 ha, số có Zalo. Nào mình không rõ thì em kết bạn chụp hình gửi thêm ha bà con. Đây cái hoành vị trí này là gần 21, em tính 20 ha. Đây, cốt cành nó khoảng tay út lớn hơn ha, này nằm chậu lâu quá bởi cốt cành nó không có phát triển lớn như mình thả ha bà con. Đó. Mã số 1B này em giao lưu bà con là giá 1.500.000, em bao ship toàn quốc. Đây cái dàn rễ nó bó bầu này ha bà con. Đó, dàn xương đó, rễ nó rất là cứng bầu, về có thể mình cắt ngang mình vô chậu mỏng hoặc là mình cắt gọn lên mình có thể mình vô chậu ống cho nó đẹp ha. Đây chi rất là già, này tháo dây ra ha bà con, này điểm thêm ngoài thêm mới nè. Đó rồi, đổi cây. Mã số 2, số 2 là một cây tùng Đài Loan ghép kim cương ha bà con. Đó, cốt cành cũng khá lớn, cái nhánh ghép nó ăn cũng liền hẹo ha bà con. Đó, dòng kim cương cây nguyên thủy, cây giá như gì giá rất là cao ha bà con, này ghép mà giá cũng vẫn cao ha bà con. 59 là chiều cao, tán ngang như vậy là 47, một cây dáng văn nhân ha. Đó, tùng Đài Loan ghép kim cương ha bà con. Đây cái gốc bệ đế nó có đẹp ha bà con, khá đẹp ha. Đây em đo hoành vị trí này ha, 11 ha. Đó, 11 ha bà con. Mã số 2, 2B này em giao lưu bà con là 1.200.000 ha, em bao ship toàn quốc ha. Rồi, tiếp tục là mã số 3B ha bà con. 3B là một cây tùng Đài Loan ghép kim cương luôn ha bà con. Đó. Rồi cây này em giao lưu với bà con cũng đồng giá là 1.200.000 ha. Chiều cao như gì là 48, tán ngang như là nó 69. Rồi cây này cũng dáng văn nhân ha bà con. Đó, có một cành gớt cũng khá đẹp ha. Cái này vô dây khoảng tuần lễ nay này, khi nào nó bung một đợt đọt mới ra cây nhìn rất là đẹp luôn. Dòng kim cương này cái lá nó nhìn rất đẹp ha bà con. Cái đồng giá ha. Cái này cái thân nhỏ hơn ha bà con. Thân ở đây chỉ có 8 thôi ha. Rồi, mã số 3B là giá 1.200.000 luôn ha bà con. Form tàn này rất là đẹp, rất là mịn ha. Cây này nó phải đứng lên gì nè ha. Này không có cái đầu chim, em không chim cho ngay lại ha. Khá đẹp cái này, về mình thay chậu đẹp lên ha bà con. Em tạm thời hết chậu, em không có thay vô ha. Em bó bầu cho đi. Rồi 1.200.000 bao ship toàn quốc ha. Mã số 4B là một cây tùng dạng thiên tùng ha bà con. Đây, một cây tùng dáng dân nhân ha. Đó, cây này dáng khá chuẩn nha bà con. Cao, chiều cao nó là 96. Đây, dáng dân nhân ha. Đó, cốt cành khá là già ha. Phơm tàn rất là mịn ha bà con. Cây này dạng là thành phẩm luôn rồi ha. Cây này về mình có thể mình ghép mấy cái tiểu cảnh đó bà con, vô nhìn rất là đẹp. Tổng cái chiều dài tán như là 109 ha. Rồi tán ngang, tán ngang vị trí này là nó 79 ha bà con. Hai số đẹp quá ha. 109, 79. Đó, cái chiều cao, em đo cái chiều cao lên. Chiều cao cái này là gần 100 hay bà con, 900 đi. Thiếu 100 tới.
Rồi. Đây, gốc đế rất là đẹp. Cây này khá già, rất là già cây ha bà con. Nó đang thay những lớp da ha. Cây này liền lạc ha, không có bị mà lũa ha bà con. Đó, chỉ có những mặt cắt nó đang kéo ha. Ta mới tạo dáng là dân nhân. Cây khá đẹp ha, cốt cành nó khá lớn ha bà con. Rồi em đo cái hoành ha. Cái hoành em đo hoành thân vị trí này ha bà con. 28 ha. Gần 29. Đây cái bệ đế của nó, bệ đế đặt 44 ha bà con. Đây cái bệ nãy còn ở xa ngoài nha bà con. Em chỉ xử lý tới gông này thôi ha. Đó, mình đo trên cái eo nó một tí nữa đi. Nhiều chỗ ha. 23 gần 24. Cái độ thoát thân của nó 52. Đó. Cây này khá là đẹp ha bà con. Đó. Vàng xương nó rất là lớn ha. Cây này xương rất lớn rồi. Đó, nơi này nuôi cốt cành này nuôi cũng khá lâu ha bà con. Cây này em giao lưu với bà con giá 4B là 9.800.000, em bao ship toàn quốc ha bà con. Đó. Cây này em bó bầu đi ha bà con. Này cái chậu này rất là dễ bể ha. Chậu này chậu xi măng thường ha bà con. Cũng dễ bể lắm. 9.800.000 em bao ship toàn quốc ha bà con. Một cây dáng dân nhân ha. Cây này rất là chuẩn cây ha bà con. Rồi đổi cây. Rồi tiếp tục là cây số 5B ha bà con. Một cây chiếu thủy ha. Đây cây này cây khá đẹp ha bà con. Lắc nghiêng quá ta. Đây cây này là nuôi cốt cần cành cắt giật, cây này dáng rất là chuẩn luôn ha bà con, chuẩn dáng trực lắc ha. Đó. Đây mặt tiền ha. Đó mình tham khảo ha. Cốt cành nuôi này khá lớn, cầm tay gần cầm tay em dần ha bà con. Cây này là da xanh ha bà con. Da xanh lá lớn. Đó. Chiều cao của cây như là nó 76. Tổng cái chiều dài tán như là 109. Đó, tán ngang gì là nó 72. Đây, cốt cành thì mặt cắt ở trên đây là nó liền hết rồi ha bà con. Liền thẹo hết rồi ha. Đây, cái lỗi chỗ này là cái mặt cắt ha bà con. Cái mặt này là nó bị như nó bị thẹo rồi, bắt đầu xử lý lại ha bà con. Nó còn cái thẹo này mình phải nuôi thời gian nữa, chứ lúc trước là nó liền phân hết rồi. Đó, nó đúng rồi, bây giờ thì nó cứng tới thịt cứng rồi, đang xử lý keo nó mình dán vô bây giờ nó đang cuốn lại ha bà con, đang cuốn cũng khá mạnh. Đó, mấy cái cốt này, mấy cành này là nuôi cuốn rất là nhanh ha. Này nuôi cốt cành cắt giật ha. Chi tay đồ đóng rất là chuẩn luôn. 1 2 3 phong, đóng rất là chuẩn cây luôn ha bà con. Cây này nuôi cũng khá lâu rồi, để em lo cái cành một ha. Ở đâu dưới đây này sát gì là thấy 21 ha bà con. Đây cành hai em đo vị trí này đi, gần 17 ha bà con. Đó 1 2 ha, bên đây cũng khoảng 17 ha. Đó, giờ em đo cái hoành. Đây hoành là 51 ha bà con, ngay eo luôn ha. Đó cái cũ này là 100 ha bà con, 101 ha. Đây mình đo tới đây thì 100 mấy. Cũ này nói chung là đế nó đều hết bốn mặt, cây cũ rất là lực luôn. Đó, đế dán rồi nó đóng vô rất là chuẩn cây ha, cây là cây chuẩn ha bà con. Mã số 2 ở mã số 5B này em giao lưu bà con là 21.500 ha. Em bao ship toàn quốc ha bà con. Đây là mặt tiền của cây ha. Cây này nuôi cũng khá lâu rồi ha bà con. Cây này nếu như mình về mình thả bồ mình nuôi tiếp tục khoảng năm ngoài nữa cây rất là lên cây ha. Đó, mình nuôi cho cái vàng san hô lên cho mà giữ dần. Đó, dáng trực lắc, đóng rất chỉnh chi luôn ha. Cốt cành là một tay em là nó thở ha. Đó, khá lớn luôn, cốt rất lớn ha bà con. Da xanh lá lớn ha. Đó, nó... Đây. Cây này là em ship chậu cho bà con luôn ha.
21.500.000 em bao ship toàn quốc luôn. Cái này em phải đóng một cái kiện khá lớn vững chắc rồi đó. Cây này là chuẩn cây trực lắc luôn nha bà con. Cái này trực lắc tông cao vừa vừa ha. Còn... Rồi 5B ha bà con. Số điện thoại của em là 0939442212 ha. Đây 6B là một cây nu da đen lá lớn ha bà con. Dòng này thì em không có ép chậu ha, em để như vậy bà con về mình nuôi thêm ha bà con. Cây này đế rất là đẹp, gốc đế nhìn khá đẹp cây ha, khá chuẩn cây le trực lắc ha. Cao là 22, ngang như là nó 40. Cây này em giao lưu bà con giá 1.400.000 ha, em bao ship toàn quốc ha. Mà cắt thì đang kéo cái khá mạnh ha. Cái này về mình nuôi mình thả nè bà con, để cho cốt cành nó lớn mau ha. Cốt này cũng lớn khoảng ngón tay út thôi. Đây hoành vị trí này là 22 ha, sát cổ rễ ha. Cái eo nó gì là 19 ha bà con. Đó, cái đế nó gì khoảng 30 ha. Rồi cái này em giao lưu với bà con là giá là 1.400.000, em bao ship toàn quốc. Cây đang đâm tược tinh rất là mạnh luôn ha, nu da đen lá lớn ha bà con. Này bà con về mình có chốt về mình nuôi thời gian nữa ha, mình hả chơi ha, mình vừa nuôi vừa chơi luôn đó. Tiếp tục là một cây trung nu ha. Đó, cây này giãn dân nhân ha, phong cao cao cũng vừa ha. Có một cành gớt ở đây thôi, có một mà chi tử đây rất đẹp ha. Mình không thích chi tử thì mình cắt bỏ ha, mình để thì thấy nó có duyên cây hơn. Chiều cao như là 34 đó, tổng cái chiều dài tán như là nó 46, ngang như là nó 29. Trung nu ha, dòng trung nu cây này rất là già cây rồi đó. Mặt cắt thì nó cũng đang kéo nhanh đó, cốt cành cũng khá khá ha. Em đo gì ha là 17. Rồi cây này em giao lưu bà con là 1.700.000 luôn cái chậu này ha. Chậu này cũng khoảng 100 ngoài ha bà con. Đó, 1.700.000 em bao ship toàn quốc ha. Đây, xương tàn khá mịn. Cái này về mình chỉ cần cuôn tàn tới mình chơi thôi, cho nó càng ngãi càng mịn cái cây lên thôi. Đó, mình không cần vô dây nữa ha bà con. 1.700.000 7B ha bà con. 8B là một cây siêu bông ha. Đó, chiếu thủy siêu bông. Đây có lên một lần ha bà con, nhưng không xong giá em lên tiếp tục lại ha. 1.100.000 ha bà con. 8B 32 là chiều cao, tán ngang gì là 49. À, cây này dáng rất là đẹp ha. Cái này một tuần nữa bắt đầu là vàng đọt non rồi, nó lên đều cái lên bông, cây lên bông rất gỗ ha. Dòng này xài bông mình rất là gỗ bông, bông rất là thơm luôn. Hoành như vậy là 19 ha bà con. Đó, cây này em giao lưu bà con là giá 1.100.000, em bao ship toàn quốc ha. Dòng nu siêu bông ha, chung lá chung siêu bông ha. Đó. Rồi đổi cây. Mã 9B. 9B là một cái nu gọt cong ha bà con. Đây. Cây này dáng cao ha, tông cao, cây khá là đẹp cây ha, phơm tàn cũng khá ấm rồi ha. Cao như gì là nó 29. Tán ngang như là 36. Đó. 29 chiều cao, tán ngang là 36 ha bà con. Đó, cái hoành. Cái hoành vị trí này là 22 hay gần 21 gần 22 ha bà con. Đó, đế thì đế đều ha, đều hết. Đây bên đây nó có nu rồi ha, nó nở ra rất là nở ha. Đó, bên đây thì đế nó chảy ra luôn ha. Rồi cây mã số 9B này em giao lưu bà con là 1.200.000, em bao ship toàn quốc ha. Đây. Cốt cành thì cắt giật ha bà con, cắt giật chi tay chừa cốt cành khá to ha. Đó. Mã số 10B. 10B này cũng là một cây nu gò cong ha bà con. Tông cao luôn ha, chiều cao như là 31. Tán ngang như là 41. Cây này thì phơm tàn rất là ấm mịn ha. Đó. Mã số 10 thì giá chỉ 1.000.000 thôi bà con, nu gò cong ha. Dòng nu gò cong này thì mình nó có giá trị hơn những dòng khác ha. 16 là hoành. Rồi cái này về mình không nuôi, mình tiếp tục mình ép chậu mình chơi cũng vẫn được ha bà con. Đó. Này là nếu mình nuôi cho cốt cảnh phát triển mạnh lên. Đây. Đó, vàng xương nó cũng khá đều ha. Nó được nước dây thứ hai nha bà con. Rồi 1.000.000 em bao ship toàn quốc ha bà con. Đây, tiếp tục em có một cụm rừng chiếu thủy ha. Cái này em mới vừa ép chậu vô luôn ha. Cây này khi mình nhận cây á, mình sẽ cuôn đọt này hết ha bà con. Bà con cái gì cuôn đọt hết đây, bắt đầu mình tưới một cử Atonit hoặc là một cử phân NPK vô thì cây sẽ lên đọt lên bông ha. Cao nó là 50.
tán ngang như vậy là 49. Đó, dòng cụm rừng chú thủy thì mình chơi nhìn thấy khá đẹp ha. Mình có thể mua 2-3 cụm về mình dồn vô một chậu mình xài. Mình chơi cây rất đẹp ha bà con. Đó. Đây. Này em đo cụm gì đi, 36 cụm đặc ha bà con. Cái này là 4 thân ha, tứ quý ha. Cụm này em giao lưu bà con chậu luôn là 800.000, cái chậu không cũng gần 200 mấy 300 ha bà con. Đó. 800.000 em bao ship toàn quốc ha bà con. Chậu mới ha. Chậu này là chậu mới ha. Không. Đó, chậu này chậu mới ha bà con. Rồi, đổi. 12B cũng là một cụm rừng luôn ha. Cái này là được 2 4 6 thân ha, như 7 thân ha bà con. Đó. Chiều cao là 50. Đó, nguyên cụm đặc ha bà con. Tán ngang như là 51. Rồi cụm này em giao lưu bà con cũng đồng giá là 800 luôn ha. Đây em đo tổng cụm ha bà con. Là 38 ha. Đó là một vành đại diện nó khoảng lớn quả này khoảng 10 ha bà con. Đây. 10 11 vậy ha. Rồi cụm này em giao lưu bà con là 800 luôn ha. Một cụm mai chiếu thủy luôn. Trung nu ha bà con. Rồi. 13 là một cái vú sữa lò rèn ha bà con. Đây, cái hàng này là hàng trồng chậu thuần chậu từ nhỏ ha. Trồng hột lên ha. Cái này chưa không điểm dây ha bà con. Cái này là về bà con điểm dây lại ha. Đó, cây này thì em giao lưu bà con chỉ 1 triệu mốt thôi. Chiều cao như vậy là 52. Ngang luôn đi, tán ngang luôn đi. Tán ngang gì là 55 ha bà con. Đó. Cái này củ đế khá quái ha, củ đế là 26 ha. Đây. Thân nó khá quái đẹp ha. Cái này có 78 nha bà con. Đây cũng có thể là đo cái hoành đó ha, cái thân nó đây ha, từ đây ha, cũ đây ha. Đó, cây này rất là quái ha. Này về mình vô dây lại ha. Chiếu sữa thì mình để tâm cao cao một tí, mình vô dây tại cái lá nó lớn á. Đó, mình để chơi nó thoáng một chút nhìn rất đẹp, có trái treo xuống nhìn rất đẹp. 13B là 1 triệu mốt nha bà con, hay bao ship toàn quốc ha. Mười bốn B là một cây sam trái nha bà con. Đây dòng sam trái thì nó ở đây là sam trái cây trồng chứ không phải là cây khai thác nha bà con. Ở miền Tây này ha cũng có ít khai thác. 28 là chiều cao, tổng chiều dài tán như là 44. Cây này em ship chậu luôn cho bà con là giá chỉ 1 triệu ha, em bao ship toàn quốc ha. Đó, cái chậu này khoảng 100 ngoài ha bà con, còn không lấy chậu thì em sẽ bớt tiền chậu ra vài trăm ngàn cây ha. 9 gần 10 ha bà con. Đó, cây này hai thân ha. Trực quyền ha bà con. Khá có duyên cây ha. Khúc cành cũng khá lớn rồi. Cái này nuôi thân từ nhỏ ha bà con. Đó. Cây này em giao lưu bà con là 1 triệu em bao ship toàn quốc, ship luôn cái chậu ha bà con. Đó. Mã 14B ha, 15B. Cây này giá 900.000 thôi ha bà con, cái chậu nhựa ha. Đó, cây là cây thuần chậu ha. Cao là 28. Đây, cây này dán bay xuống ha. Tán ngang như là 46. Nó dạng tông cao mà đổ xuống ha. Đó. Sam trái ha. Cái này em bao sam trái cho bà con. Một hồi có một cây cuối clip nó có trái đó. Em chỉ trái luôn cho. 10. Đó. Dòng sam trái này em dùng ngoài thì biết sao, chứ dùng này lên trái thường xuyên. Mà sam núi thì chắc cũng thường xuyên lên trái, chứ không phải mà nói sam trái nó không lên trái ha bà con. Đó. 900.000 em bao ship toàn quốc ha. Cốt cành này, mấy cái cốt này người ta nuôi từ nhỏ, người ta quấn dây rồi người ta xử lý rất đẹp ha. Cây này rất già cây ha bà con, tí nhỏ mà rất là già ha. Rồi đổi cây. Tiếp tục 16B là một cây kiều hùng ha bà con. Cây kiều hùng này đang là vô một nước dây thứ nhất, thả ra nước dây thứ hai. Cái này đợi cốt cành này nó lớn tí mình đệm lại, cái cây khá đẹp ha. Chiều cao như gì là nó 40. À, cái lô này là cái lô nuôi đế ha bà con. Đó. Nhà đâu hoành đi. Hoành chỗ này là nó 10. Tổng cái hoành đế này đi là nó 45. Cái này em giao lưu bà con là 1 triệu ha. Em bao ship toàn quốc ha. Kiều hùng ha bà con. Bông rất là đẹp ha. Bông màu hồng rất đẹp ha. Nở ra bông khá đẹp. Cây khá quái cây ha. Rồi 1 triệu em bao ship toàn quốc ha. 16B tới 17B ha bà con. Cái này giá chỉ 900 thôi ha. Đây, chiều cao như vậy là nó 34. Mười ha bà con. Đây còn cái cũ. Đây cái cũ này khá quái luôn là 32 ha.
Cũng khá đẹp, rễ khá cao ha. Rồi cái này em giao lưu bà con là giá cũng là 900 ngàn ha. Em bao ship toàn quốc 17B ha bà con. Kiều Hùng ha. Tiếp tục 18B là một cặp ổi ha bà con. Ổi này là ổi xẻ ha, ổi tàu ha. Dòng này thì nó rất là dễ lên trái này, người ta cắt, người ta xẻ, người ta chừa chi hết ha. Cái này mình về khoảng tháng ngoài 2 tháng nữa mình vô dây là cây nó có thể muốn ấm luôn ha. Đây chiều cao của cây như gì là nó 29. Em có một cặp ha bà con. À, đế thì cũng khá đẹp ha. Bây giờ em bán phôi gì em báo hoành nha bà con. Cái này vị trí này là nó 11 ha. Này cũng khoảng 10 ha bà con, 9 10 ha. Một cặp này thì em bán giá chỉ có 900 ngàn thôi ha. Đây cũng gần 11 ha bà con. 900 ngàn một cặp ổi, thân co lắc rất là quái ha. Đó em bao ship toàn quốc ha bà con. Rồi đổi cây. 19 là một cây linh sam siêu bông, cây đang lên bông ha bà con. Bông sam nó khá là thơm ha. Rất buổi sáng ha, nó nở rất là đẹp luôn. Cây này nó lên chỉ một số ít thôi ha, nó chưa có lên gộ. Chiều cao như vậy là nó 35. Tán ngang như là nó 36. Linh sam siêu bông ha, cây này rất là quái cây. Trực lắc quái ha, tông cao. Lên cái form rất đẹp ha. 13 là hoành, cây này em giao lưu bà con là 700 ngàn, có chậu ha bà con, ship luôn cái chậu cho bà con là 700 ha, em bao ship toàn quốc ha, mã số 19 ha bà con, 19B ha. Rồi tiếp tục cây 20B là một cây đa ưu điểm ha bà con, đó dòng đa ưu điểm thì lá bông rồi nó khá là gộ, lá nó nhỏ nhỏ ha, nó nhặt nhặt lại ha bà con, đó gai nó cũng ngắn hơn cái siêu bông hay là song hình. Chiều cao như gì là nó 45, tán ngang nó là 55. Đó dòng sam đao điểm này mình chơi bông nó rất là thơm ha. Cái màu nó bông hơi tím đậm hơn những cái dòng linh sam khác ha. Khá đẹp. Cây này cây dáng trực lắc rất là quái cây ha. Đế thì cũng khá đẹp luôn ha bà con. 17 là hoành. Đây tổng cái hoành đế như gì ha. Khoảng 39 ha bà con. Đó, cây này về mình sang cái chậu đẹp, cái chậu hình chủ nhật đó. Cắt ép chậu là cây rất đẹp luôn. Mình cho nó xi xi tí là lên bông luôn ha bà con. 1.200.000 em bao ship toàn quốc, cốt cành ngón tay út em chân ha, bự hơn ha bà con. Đây bự hơn ngón tay giữa luôn à, còn tay giữa ha. Rồi 1.200.000 em bao ship toàn quốc. Mã 21B cũng đồng giá là 1.200.000. Cây này cái form nó dày, dày hơn tí ha bà con. Đó cây này khá đẹp form ha. Chiều cao, chiều cao gì là nó 49. Tổng cái chiều dài tán gì nó 55. Đa ưu điểm ha bà con. Giá nó 1.200.000 đồng giá luôn ha. 19 là hoành ha. Đó, cây có đường thăng co lắc rất là quái ha. Đó, mã số 21B ha bà con. 1.200.000 em bao ship toàn quốc ha. Cốt cành khá lớn nha bà con. Đó, bự hơn tay giữa em hết rồi ha. Rồi. Mã số 22B là một cây linh sam song hình ha bà con. Đây cây này dáng trực ha. Đó. Đây có một nhánh nhỏ thêm gai nhìn rất là có duyên cây ha bà con. Cây này rất là thoáng cây ha. Khá đẹp cây luôn. Cây này giá chỉ 1.500.000 thôi bà con. Em bao ship toàn quốc rồi ha. Cao như gì là nó 60. Tán ngang như gì là nó 72. Đó. Em mới vừa tỉa nó cho nó gọn gọn lại ha. Cái này một cơi đọt nữa nó dậy lên cây rất là đẹp luôn. Rất mịn cây. Cây này khá lớn ha. Gốc cũng khá lớn. Đây. 27 là hoành ha. Đó. Cái hoành cũ. Hoành cũ là 36, cái cũ nó nở đặc ha bà con. Đây, ở dưới đây em chưa có khai thác thêm ha. Cũ nó còn nở bài ra ha. Cũ rất đẹp, cũ nở. Rồi, cái này em giao lưu bà con là 1.500.000 ha. Em bao ship toàn quốc ha bà con. Cũ rất đẹp ha. 1.500.000 em bao ship toàn quốc ha. Số điện thoại của em là 0939442212. Cuối clip em có mấy cái bình bông với mấy cái dĩa rồi giao lưu với bà con ha bà con. Đây, tiếp tục là một cây sigo ha bà con. Đây, dòng này thì trái nó rất là đẹp luôn. Đó, nó lên trái gỗ là cây rất là đẹp cây ha. Đây, chiều cao như là 32 ha, tán ngang như là 52. Đó, cây sigo này một nước dây ha bà con. Đó, dòng này thì nó đã thuần chậu rồi. Nó lên tược gì là nó chắc ăn khỏe cây sống là rất là chắc ăn ha. 33 ha bà con. Đó, cái hoành vị trí này. Hoành đây là khoảng 15 ha bà con. Đó, cái này em giao lưu bà con là 1.100.000, em bao ship toàn quốc ha. Đó, cuối clip em có mấy cái bình bông với mấy cái dĩa em giao lưu bà con ha. Đây, 24B là một cây sam trái, cây này có trái ha bà con. Còn,
trái rất lớn luôn. Chiều cao như gì là nó 28, tán ngang như gì là nó 35. Đây, trái nó đây, chùm như chùm nho ha bà con. Đó, nó gần chín rồi, ăn nó chua chua ngọt ngọt. Cây này gốc khá đẹp ha. Đây em đo sát gốc nó như là 12 ha. Đó, phơm tàn rất là mịn ha bà con. Đây, cái này chậu nhỏ nhập vô chậu lớn ha bà con, nuôi nó ha. À, cái này em giao lưu bà con là 1 triệu. Em bao ship toàn quốc ha. Cây sam trái ha bà con. 25 là một cây nguyệt quế ha bà con. Một cây nguyệt quế mã số 25B ha. Đó, nhớ chữ B giùm em ha. Chiều cao cây gì nó 50. Cây này rất là già cây rồi, tán ngang gì là 68. Đó, cây này khi đi em bó bầu ha, em không ship chậu ha. Cốt cành cũng khá già hết trơn rồi. Hoành là ở đây 21 ha. Sát dưới đây là 25 ha. Đây đế cũng khá đều ha. Đây, máy mặt này thì nó cứng, nó sành hết rồi. 1 triệu mốt em bao ship toàn quốc, không ship chậu ha. Cây này khoảng 20 ngày nữa thì vàng đọt non nó lên là rất là đẹp cây ha. Đây, cốt cành cũng khá già, cũng khá lớn rồi. Có mặt cắt cho tí. Đây, mặt cắt đây, có. Mặt cắt mình tạo dáng này thì mình dấu mới mấy dấu cũ ha. 25B, 1 triệu mốt em bao ship toàn quốc ha. 26B, đây cây này cũng 1 triệu 2 ha bà con. Phơm tàn rất là mịn ha. Cây này em ship luôn cái chậu ha. Đó. Chiều cao gì là nó 36, tán ngang gì nó 66. Cây này dạng lùng lực ha bà con. Này phơm rất mạnh rồi. 23 24 ha. Đây nó có một cái vết lỗ đây, nó cứng ha bà con. Đây một đường ha. Rồi cái này em giao lưu bà con là 1 triệu 2 ha. Em bao ship toàn quốc, ship luôn cái chậu ha. Đây, vàng xương đó, rất là dày mịn rồi. Rồi, 27 là một bộ tranh mà đá ha bà con. Lấy miếng dán. Em còn một bộ tranh nhỏ ha bà con. Này ha, giá chỉ có 1 triệu một bộ thôi ha. Em bao ship toàn quốc. Đây còn bộ cuối cùng ha, này nhỏ ha. Này tổng chiều dài là 4 miếng của nó là 66 ha bà con. Đây chiều cao như gì là nó khoảng 29, 28. Cái lọt lòng ở trong đây thì nó 22 ha. Còn đây lọt lòng nó khoảng 11 ha. Ngang qua gì là 15 gần 16 ha. Tranh gì? Đây tranh này là tranh đá ha bà con. Đó. Tranh đá. Này cũng khá cũ ha bà con. Rồi cái này, bộ này em giao lúa bà con chỉ 1 triệu thôi ha. Bộ tranh ha. Đó. Cũng khá dài ha. Này có phen mình treo hết ha bà con. Này mình trang trí ở những cái phòng khách hay là phòng theo chơi, cầu thang được cũng được. Rồi 1 triệu em bao ship toàn quốc bộ tranh ha. Số 2 là cặp ché ha bà con. À, cặp ché này cũng nhỏ ha. Đó. Chiều cao. Chiều cao này là nó 35 ha. Nó một cặp nó giống nhau ha. Nhưng có này nó có cái khác nhau dưới đây ha bà con. Cái chân đó ha. Này bên đây thì không thấy mà bên đây nó có. Cặp này thì em giao lưu bà con chỉ 1 triệu 6 thôi. Em bao ship toàn quốc ha. 62 ha. Là hoành bụng ha. Đó, cái nào cũng như vậy ha. Đây. Cái miệng. Cái này là hàng Tàu ha bà con. 9 gần 10 ha bà con. Đây, hàng này cũng khoảng chục ngoài năm đổ lại thôi chứ không phải là hàng cũ xưa ha. Đây, mọc nó. Đó. Hai cái. Rồi, cặp này em giao lúa bà con là 1 triệu 6 cặp chóe ha bà con. Rồi, đó. Tiếp tục em có một chục, ủa một cặp bình ha bà con. Cặp bình bát tiên ha. Đó. Bình này cũng gớm chứ, gớm Tàu luôn ha bà con. Chiều cao. Chiều cao là nó 42. Này là bình lành tích, không có mà bị tóc hay là nó tì gì hết ha bà con. Đây cái dòng bụng. Dòng bụng là 65.
Đây cái eo, dòng eo cổ nó là khoảng 29 gần 30 ha bà con. Đó. Đây cái miệng. Cái miệng đây là nó 13. Cặp này em giao lúa bà con là 2,2 triệu ha. Em bao ship toàn quốc ha bà con. Đây. Gớm tàu ha bà con, cái này cũng. Đây. Này hoa văn, này hoa văn vẽ tay ha bà con. Khá đẹp ha, một cặp vậy ha. Đây. Em có một tiếp tục là giao lưu một chục dĩa thất thiền ha bà con. Đó, em đo cái là nó 19 ha. Đó. Đây, xem kỹ giùm mấy anh, chục này em giao lưu bà con là 600. Đó. Này về hàng Nam Bộ xưa ha bà con, này cũng khá lâu đời rồi. Đây, nó lên giao quy hết rồi. Đây, dòng gì bây giờ không còn dòng mới nữa, này khá cũ. Đó. Nó cũng phải có tỳ vết chút đỉnh ha bà con, tại dòng này dòng lâu quá lâu rồi. Nó không có lành tích liền lạc như mà cái mới được. Đó. Đây, một chục này là 600 ha bà con, em bao ship toàn quốc ha. Rồi cuối clip em có một chục dĩa con gà ha. Đây, chục này thì 500 ha bà con. Đây, cái này nó cũng 19 gần 20 ha bà con. Đó. Đây, cái này bị tỳ vào chút xíu ha. Đó. Mình xem kỹ giùm em ha. Đó. Đây. Nó lên da quy hết rồi. Khá cũ rồi. Đây. Mấy cái này thì liền lạc khá ha. Đẹp. Này tầm cũng vài chục năm hết ha bà con. Đó, dòng cái dĩa này Nam Bộ xưa nè ha. Đây. Nó lên da quy nó xuống màu hết rồi ha. Rồi cái này cũng là cuối clip ha bà con. Rồi em cũng chân thành cảm ơn. Thì xin chào bà con, rất mong được sự ủng hộ những clip kế tiếp. Em chân thành cảm ơn ạ.